Really, nigga? Xin chào tất cả. Hôm nay con học về. Hôm nay thì bà sẽ nấu một lồ chè đỗ đen to khổng lồ luôn. Cả cuộc đời bà mới chỉ nấu 60 lồ đấy, chưa bao giờ bà lại nấu một cái lồ chè đỗ đen lại to như này. Các cháu xem xong thì nhớ để lại cho bà một like hoặc là một subscribe nhá. Mẹ lại đi đâu đấy? Mẹ đi chợ. Lại đi chợ? Suốt ngày chợ với chả búa. Con hỏi mẹ nhá, đã có ngày nào là mẹ chưa đi chợ không? Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Mày về nhà làm gì đấy? Thì con đi chơi xong rồi mà. Mày có 9 giờ, mày chơi bời kiểu gì đấy? Đi chơi tiếp cho mẹ, mẹ cấm mày về nhà đấy. Mẹ buồn cười nhở, con phải về sớm để còn ôn thi, mai còn thi học kỳ chứ hả? Con buồn cười nhở, chỉ tiêu trường đề ra rồi, không thi cũng đỗ mà, con làm gì? Dạ. Tao muốn lại con như mày. Mặt mũi thì sáng sủa mà mày học hành như thế này đấy. Dạ, con xin lỗi mẹ ạ. Cả lớp bạn nào cũng học sinh giỏi, sao một mình mày là học sinh xuất sắc là sao? Mày để cô giáo phải gọi mẹ đứng lên toàn trường, để rồi cái gì là tuyên dương rồi biểu dương. Mày có nghĩ lúc mày học mày có hiểu cái cảm giác của mẹ lúc mà phải đứng trước nhiều người, rồi để người ta nhìn vào người ta chỉ trỏ. Rồi mày nghĩ thử đi, sau này lấy đâu ra công ty nào đủ trình độ để nhận mày vào làm hả con? Mẹ quá thất vọng về mày đấy. Thôi mày đi ở chỗ khác đi. Bảo học bình thường thôi, cứ phải đứng đầu lớp làm cái gì. Con ơi, cho mẹ đi chợ nhá. Mẹ, đi vào đây. Bây giờ mẹ muốn đi chợ đúng không? Dễ lắm. Bây giờ ấy, mà mẹ tách được hai loại sữa này ra hai cốc khác nhau thì con cho mẹ đi chợ nhá. Tải ngay Zing Speed Mobile trên App Store và Google Play hoặc truy cập www.zingspeedm.vn. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.